sở để tôi xin báo cáo kết quả sở giao thông vận tải và các văn bản chỉ đạo thanh tra sở để tiến hành xác minh và xử lý nghiêm theo các quy định để tránh thanh tra sở. Các đồng chí là phó tránh thanh tra và các ngay sau khi có cái dư luận hai là tránh thanh tra sở phối hợp với lực lượng công an của quân theo đúng quy định và có hình thức xử lý là việc hết sức đáng tiếc. Giám đốc sở giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu tránh thanh tra sở chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Hữu Thuận kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2016. Yêu cầu đảng ủy bộ phận, đảng bộ phận, tập thể lãnh đạo, thanh tra sở nghiêm túc chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với công tác quản lý cán bộ